bài hát được viết bởi bố chúng tôi, cố mục sư Lê Ngọc Vinh. Xin trong mùa Giáng sinh chúng tôi nhớ bố chúng tôi, và chúng tôi cảm ơn Chúa. Và mặc dù ông qua đi, nhưng mà chúng tôi cũng muốn dâng lời của ông đã từng viết xuống để đây để tôn vinh Chúa trong mùa Giáng sinh. Xin các bạn. Giáng tay trên thập tự